Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bên em test thử con máy 390 nha, 13 ngựa của Nhật. Máy có đề. Máy bên em mới cắt ra nhưng chưa vệ sinh nên em cho nổ luôn. Máy này xin giới thiệu mọi người, con máy này bên em mới cắt ra nhá. Đó là máy còn cực đẹp luôn. Động cơ 390 của Nhật. Em quay lại cho mọi người xem luôn. Đấy. Em tháo luôn cái nắp chụp cò cho mọi người xem. Máy bên em là bao zin hết luôn nha mọi người. Đấy, các anh em cần có nhu cầu về động cơ cứ alo cho bên em. Đây em cho mọi người xem cái chụp cò nó đẹp mức độ nào. Máy này chạy thì cực ít. Đấy. Đầu 390. Đấy. 390 Nhật. Rất là đẹp. Đấy. Máy nó chỉ bụi bẩn thôi. Cái này thực ra bọn em cắt ở máy phát điện ra thì nó chạy dự phòng, nó chạy rất là ít. Đấy, đây mọi người nhìn này. Máy nó đẹp mức độ này. Nói chung là con này vệ sinh qua thì là đẹp đấy. Cái này thì thực ra là nó mưa gió nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà cái bát giật của nó, cái chụp giật nó còn cực đẹp luôn. Đấy, 390 chủ nhật có đề ạ. Rồi, tiếp theo thì bên em sẽ cho nổ con 390 hôm qua em đã giới thiệu đến mọi người đấy. Này thì em sẽ cho nổ luôn con này luôn. Đấy, em sẽ quay luôn trực tiếp cho mọi người xem. Hai con này thì chất lượng ngang nhau. Hôm qua con này thì em đã cho mọi người xem cái chụp cò nó rồi, nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mà anh nào chạy máy cắt bê tông hoặc chạy vỏ lái thì nói là cực ngon luôn. Đấy. Con này hôm nay thì em mới cắt ra thôi. Cái này nó chỉ là đây, mọi người có thể thấy kỹ nhé. À, nó chỉ là bụi đây. Này nó bụi đây. À, những con ốc này, ốc máy này zin luôn nha mọi người. Đó. Ốc máy. Ốc máy trắng tinh luôn. Rồi, sau đây em sẽ có cái video của cái con này sau nhá. Bây giờ em xin tạm thời tạm dừng nhé. Rồi mọi người có nhu cầu xin liên hệ bên em 0966 421 739. Zalo bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Đấy. Đây, cái củ phát em mới cắt ra đây. Em cho mọi người xem luôn cái củ phát. Đây. Em cho mọi người xem cái củ phát luôn nha. Em sẽ cho ra đây để em quay lại cho mọi người. Mọi người chờ em một lát. Đây ạ, khung sườn em mới cắt ra đây. Đây, khung sườn đây. Khung sườn bình xăng mặt táp lô. Đấy. Cái này mới cắt ra. Đây.
bên em xin giới thiệu luôn đến mọi người luôn cái củ phát 5.5. Mọi người có thể theo dõi cái tem này 5.5 KVA. Củ ý nha. Đây cái rổ của nó đây. Đời này cực chất luôn. Zin hết nha mọi người. Đấy, củ phát mọi cái bên em là bao zin cho mọi người luôn. Sai lỗi đâu bọn em sẽ chịu, bọn em sẽ đền bù luôn cho khách luôn. Đấy. Đấy, zin luôn. Đây em sẽ đặt cái mặt này cho mọi người xem luôn. Đây. Cho mọi người xem cái củ phát nó đẹp như nào. Đây, cái thép silic của nó còn xanh lé đây. Chạy cực ít luôn. Phát đây. Mọi người có thể thấy cái thép silic của nó này, xanh lé. Cực đẹp luôn. Zin luôn. Zin hết luôn. Rồi. Xin chào mọi người nhá. Em sẽ có video test máy của con này. Giờ bên em sẽ bận một lát. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại.